Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Góc nhìn thẩm mỹ của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn về bộ sưu tập thời trang áo cưới và thời trang dạ hội. Những mẫu áo cưới mà quý vị và các bạn đang theo dõi trên màn hình nằm trong bộ sưu tập những mẫu váy cưới mới nhất năm 2010 vừa được trình diễn trong đêm hội thời trang tổ chức tại Nhà hát Nhân dân thành phố Hải Dương. Chương trình do Công ty Truyền thông và Tổ chức sự kiện Perfect Media thực hiện. Ông cha ta trước kia, trong ngày trọng đại của mình, đã chọn cho mình những chiếc áo bà ba, áo dài trắng truyền thống hay những chiếc váy kín đáo đơn giản. Thì ngày nay, ở thời đại mở cửa, xã hội phát triển đã tạo nên sự thay đổi khá mạnh về trang phục áo cưới, về cách nhìn nhận cái đẹp. Bởi vậy mà những trang phục áo cưới ngày nay vừa là sự kết tinh truyền thống và hiện đại, đơn giản nhưng ấn tượng, phong phú về kiểu dáng và cả về chất liệu. Vẫn là chất liệu táp ta truyền thống, các nhà thiết kế đã tạo xoáy hoa hồng cùng những rúm nhẹ ở phần eo, phần ngực, kết hợp cùng rất nhiều hạt kim sa, pha lê, ngoại nhập, tạo nên vẻ đẹp sang trọng và hiện đại. Vẫn chất lưới xếp nhưng sáng tạo hơn khi các nhà thiết kế đặt điểm nhấn là những bông hoa nằm chìm dưới lớp lưới mỏng cùng với đuôi kết lưới thướt tha tạo thành một tổng thể thật trẻ trung và mềm mại. Uyển chuyển trong chiếc váy lưới xốp, những nụ hoa nhỏ lung linh, những viên pha lê lấp lánh, những cánh hoa rơi nhẹ nhẹ đuổi dần xuống chân váy, những chùm hoa kết dày ở phần lết sau. Tất cả đã làm nên một cảm xúc rất mới, cảm xúc một vẻ đẹp tâm hồn của người con gái thơ ngây, tinh khôi, lãng mạn và tinh tế đến tuyệt vời.
kết hợp giữa chất liệu lưới và von bĩ được cắt tỉa xếp nối nhau, lết nhẹ sau mỗi bước chân thon thả. Hẳn chúng ta không hết choáng ngợp bởi sự lộng lẫy của chiếc váy tiên cá. Thật ấn tượng và rất táo bạo trong từng đường nét thiết kế. Những mẫu thiết kế mà quý vị và các bạn đang theo dõi trên màn hình là những mẫu váy dạ hội mới nhất được sử dụng những chất liệu nhẹ nhàng như mút-kin, chiffon, lưới mềm, kết hợp với kỹ thuật đính kết tinh tế, kiểu dáng mới lạ hoàn toàn, sẽ mang đến cho quý vị nhiều điều bất ngờ và thú vị. Trong cách thiết kế từ thân váy suôn nhẹ, gọn gàng nhưng rất thướt tha, mềm mại. Những điểm nhấn trên thân áo từ cách rẽ tà đến cách kết hợp những hạt pha lê và kim sa hợp lý góp phần tạo nên những chiếc váy mềm mại, nhẹ nhàng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những mẫu thời trang dạ hội mới nhất năm 2010. Công ty truyền thông và tổ chức sự kiện Perfect Media, đơn vị tổ chức sự kiện này, hy vọng đã mang đến cho quý vị và các bạn những bộ sưu tập đặc sắc nhất về thời trang áo cưới và dạ hội năm 2010. Và gặp gỡ rất rất nhiều những khán giả tại thành phố Hải Dương, Lan cảm thấy như thế nào? Đây là lần thứ hai Lan đến với Hải Dương. Lần thứ nhất thì rất tiếc là chỉ được ghé qua trong một thời gian rất là ngắn. Và lần thứ hai này thì thật là may mắn thì mình đã được ở lại lâu hơn. Và nhận thấy là thành phố Hải Dương là một cái thành phố trẻ rất là năng động. Và con người Hải Dương thì cũng rất là thân thiện. Đặc biệt là quý vị khán giả ở đây thì đã dành cho Loan cũng như là nhóm người mẫu những cái tình cảm rất là chân thành, cổ vũ nhiệt tình để giúp mình cùng các bạn hoàn thành tốt nhất cái phần trình diễn của mình. Có một câu hỏi như thế này, ở dưới đây thì có rất rất nhiều những chàng trai ở Hải Dương. Nếu như bây giờ mà nhận được một lời tỏ tình của một chàng trai Hải Dương và một lời tỏ tình của một chàng trai đến từ Hà Nội thì Loan sẽ lựa chọn như thế nào? Mình nghĩ rằng là cái sự phân biệt về cái vị trí địa lý thì không quan trọng trong cái câu hỏi này. Và dù là chàng trai đến từ Hà Nội hay là Hải Dương thì đối với Loan đang luôn lựa chọn một chàng trai của riêng mình, và đó là cái sự lựa chọn đó xuất phát từ chính trái tim. Trước khi chia tay với khán giả đến từ thành phố Hải Dương thì Loan có muốn gửi gắm một điều gì đó tới những người dân, tới những khán giả đang ngồi dưới đây và tới thành phố Hải Dương xinh đẹp không? Rất cảm ơn chương trình đã cho Loan có cái điều kiện để giao lưu với tất cả quý vị khán giả, và mong rằng trong một cái Loan sẽ có một cái cơ hội khác để được đến nơi đây và lại được nhìn thấy thành phố Hải Dương ngày càng đẹp hơn, càng phát triển hơn, và lại mong lại gặp được quý vị khán giả cũng ngồi nơi đây và cổ vũ nhiệt tình cho Loan và nhóm trình diễn. Xin cảm ơn. Một lần nữa xin cảm ơn Loan đã đến chương trình. Chương trình Góc nhìn thẩm mỹ của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương hôm nay xin được tạm dừng tại đây.